Từ đầu năm đến nay, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt trên 26% kế hoạch vốn giao. Nguyên nhân là do công tác triển khai thực hiện và giải ngân vốn của một số cơ quan đơn vị còn chậm. Một số chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân đạt thấp và kể cả các dự án đầu tư do cấp tỉnh, huyện, xã làm chủ đầu tư dẫn đến nguy cơ không hoàn thành kế hoạch, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2022. Do đó, để thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao, không để bị thu hồi vốn về ngân sách trung ương và hủy dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án tập trung thực hiện, rà soát đánh giá thực trạng tiến độ triển khai dự án, xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm của tập thể cá nhân gây chậm trễ trong triển khai thực hiện dự án, lập biểu đồ tiến độ triển khai dự án và kế hoạch giải ngân vốn hàng tháng để hướng tới hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với kho bạc nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Tăng cường kỷ luật kỷ cương cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong tổ chức thực hiện các dự án, từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của cơ quan đơn vị mình quản lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát triển khai thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và các điều khoản hợp đồng đã ký kết.